cục máy DC 105X thu hoạch cánh đồng mới các bạn ơi. Này cái khúc này mở đồng mà cắt cái miếng này đầu tiên mà mới cắt nửa bên thì trời mưa đen hết trơn các bạn ơi. Thì không biết có kịp thu hoạch không nữa. Mình thấy rớt mưa gào rồi nè. Mấy nay đất ở đây khô gan, mấy nay quá trời nước luôn. Chuyển mưa thì cái hình ảnh nó hơi tối các bạn ơi. Rồi mưa rồi các bạn ơi. Ướt cái trơn lúa luôn rồi nè. Nên là mấy kéo ăn cả mấy bao lúa này mà mưa ướt trơn các bạn. Tại vì chỉ mới cắt cái cây tuốt ngoài kia rồi. Trắng giả trơn chắc hơn. Đợi cái 2 tiếng đồng hồ nữa, nếu mà nắng 2 tiếng nữa mới cắt được mà. Cái cổ vô các bạn. Chạy vô các bạn ơi, không cắt được nữa rồi. Mưa trắng giả chờ phía sau rồi. Máy cắt được nửa bên nữa các bạn, bên kia kìa nước lút quá trời nè. Máy tiếp tục hoạt động các bạn ơi. Ở cái góc này thì mình thấy máy chạy rất là mượt ha. Buổi chiều hảnh nắng lên các bạn. Máy chạy rất là êm luôn. Nhà lúa cũng có gió nó mau gáo các bạn ơi. Kéo cũng di chuyển ra các bạn ơi.